Zota xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video tiếp theo của hệ thống nha khoa Zota. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn một ca, đó chính là nhổ răng khôn của anh khách hàng. Đây, anh đến với phòng khám là trong tình trạng là răng này là đã từng có quá khứ đã bị đau nhức này. Cả nhà nhìn thấy đây, cái phần lợi của ấy của anh này viêm hết, cả nhà nhìn thấy chưa? Viêm hết này, đây, mủ dịch trắng đang chảy ra đây. Thì những cái tình trạng này ấy, thì chúng ta phải đi nhổ răng khôn ngay nhé. Không được để như này đâu, vì anh đây là để lâu quá rồi. Cho nên là cái răng này ấy bị vi khuẩn đây tấn công rất là lâu. Thì cho nên là anh đã bị viêm này, đây cả nhà nhìn này. Đấy, viêm lợi hết này, đây, mủ dịch trắng nó chảy ra đây. Được chưa? Thì qua video này tôi kêu gọi là ai mà đang bị răng khôn mọc lệch này, ra thức ăn này hay bị lợi trùm thì chúng ta phải đi loại bỏ ngay sớm nhất có thể. Nếu các bạn gần ở nha khoa Zota của chúng tôi thì cứ ra nha khoa Zota của chúng tôi. Còn không cứ đi phòng khám nào biển có bác sĩ giấy phép thì các bạn yên tâm các bạn nhé. Thì khi mà nhổ răng tại nha khoa Zota ấy thì hiện tại là chúng tôi đang sở hữu công nghệ hiện đại nhất bây giờ. Đó chính là công nghệ nhổ bằng máy BCTOM và công nghệ PRF là cầm máu nhanh. Đấy. Thì cả nhà hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng vào nha khoa Zota, đặt chọn niềm tin vào bác sĩ của chúng tôi. Thì các bác sĩ của chúng tôi thì đều là tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội cũng như là Học viện Quân y, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mà giao phó chiếc răng khôn của các bạn cho chúng tôi nhé. Đấy. Thì qua video này của tôi gọi là ai mà đang bị tình trạng như của anh này, mọc lệch này, dắt thức ăn này, hôi miệng này, hay là bị viêm lợi này, hay là bị mủ như của anh này, chúng ta phải đi ngay để khám và cũng như là nhận được một cái chỉ định đúng đắn nhất của bác sĩ các bạn nhé. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuỗi video tiếp theo. Chúng ta xin chào.